Thế chào bạn. Ở video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn một ván đấu thí quân để chiếm lợi thế không gian và tấn công. Đó chính là ván đấu của Lê Quang Liêm và kiện tướng Gata Kamsky ở giải B-Chess 2022. Ở ván đấu này thì Quang Liêm cầm quân trắng và Kamsky cầm quân đen. Chúng ta sẽ bắt đầu. Vẫn nước D4 sở trường. Quang Liêm bắt đầu nước D4. Đen chơi D5, C4. Ở đây thì tốt D ăn C4, chúng ta có gambit hậu chấp nhận. Ngay lập tức nếu là mình thì mình sẽ đẩy tốt lên E3, nhưng mà trong vòng đấu này thì Liêm đẩy tốt lên E4, kiểm soát hoàn toàn không gian. Ở đây thì đen đẩy tốt E5, trắng lên mã F3, đen chiếu đưa tượng lên, tượng ăn và trắng lấy mã ăn lên. Thông thường thì nếu là mình thì mình sẽ thông thường các ván đấu người ta sẽ lấy hậu ăn lên, tốt ăn, hậu ăn, hậu ăn, mã ăn, và quân tượng sẽ bắt lại quân tốt ở C4. Nhưng mà trong ván đấu này thì không, Liêm lựa chọn một cách đánh có phần mạo hiểm hơn khi bỏ một tốt để lấy lợi thế phát triển quân, đó chính là quân mã. Ở đây thì quân tốt D4 không được bảo vệ và đen ăn tốt D4 của trắng. Trắng lấy tượng để ăn lên C4. Như vậy chúng ta thấy là bên đen thì chưa có quân phát triển, trong khi bên trắng đã phát triển được mã và tượng và chuẩn bị nhập thành. Đây chính là ý đồ của Liêm khi hy sinh một tốt để tạo lợi thế phát triển quân và tấn công. Đến lượt đen, đen phát triển mã C6, trắng nhập thành. Ở đây thì đen không phát triển mã lên E6 vì trắng sẽ đẩy tốt đuổi mã, mà đen sẽ phải phát triển mã lên E7. Tuy nhiên thì như vậy sẽ chặn quân hậu, chặn đường phát triển của hậu. Và vì thế đen quyết định là phát triển hậu trước, hậu phát triển lên F6, sau đó thì mới phát triển mã lên E7. Đến lượt trắng. Trắng đuổi hậu. Đen vào hậu. Đưa xe ra. Tránh lên mã, chuẩn bị nhập thành. Ở đây thì một nước rất táo bạo của Liêm khi Liêm quyết định là bỏ nốt một tốt nữa để tạo lợi thế phát triển. Cụ thể là gì? Trong trường này nếu mã trắng ăn thì mã đen ăn tốt ở B4 thì trắng sẽ chiếu. Đen về mã. Mã trắng sẽ ăn tốt ở D4. Sau đó thì quân tốt có thể được đẩy lên E6 và kết hợp với tượng tấn công vào vị trí của vua đen, trong khi vua đen thì vẫn chưa nhập thành. Thì đây chính là một cái phương án mà để bỏ tốt để tạo lợi thế phát triển quân và tấn công. Liêm từ ngày sang Mỹ, anh bắt đầu chọn cho mình những cái lối chơi tấn công máu lửa hơn trước rất nhiều. Ở trong ván đấu này, nếu mã không ăn thì nước sau bên trắng sẽ đẩy tốt xuống B5, gây sức ép lên cánh hậu, cụ thể là quân tốt ở C7. Xe có thể ra cột C để tấn công. Để tránh tốt B5 thì đen đẩy tốt lên A6. Tiếp tục đến trắng, trắng phát triển hậu thông hai xe. Hậu lên B3, tiếp tục gây sức ép vào quân tốt ở F7 của đen. Đen nhập thành. Trắng ra xe C1, chuẩn bị kiểm soát cột nửa mở. Ở đây thì đen lên tượng để phòng thủ cho cánh vua. Trắng đưa mã lên E4. Mục đích của trắng dĩ nhiên chúng ta thấy sẽ nhảy vào, trắng sẽ nhảy vào C5 để tấn công tượng và quân tốt ở B7 của đen. Ở đây thì không chậm trễ, đen đổi tượng luôn, trắng lấy hậu ăn lên. Lúc này mục đích của trắng sẽ là tốt A4, sau đó là B5 để tấn công mã. Mã chạy thì hậu sẽ tấn công vào quân tốt ở C7. Để tránh nước A4 thì đen đẩy tốt đuổi hậu. Trắng lùi hậu về B3. Tiếp tục đen đẩy tốt lên A5. Mục đích sẽ là mở cột cho xe. Trong trường hợp trắng lên tốt thì đen sẽ ăn, tốt ăn lên thì xe sẽ xuống A4 tấn công quân tốt yếu của trắng. Vì vậy ở ván đấu này thì Liêm lựa chọn là ăn tốt của đen, đen lấy xe lên. Đây thì vẫn như kế hoạch, trắng đưa quân mã vào C5. Mục đích tiếp theo sẽ là đẩy tốt xuống E6. Đến lượt đen thì đen quyết định là đưa xe ra A8. Kết hợp với đôi xe kiểm soát cột A. Đến lượt trắng thì vẫn như kế hoạch, trắng đẩy tốt xuống.
Nếu đen ăn lên thì trắng sẽ lấy xe ăn, tạo đường tấn công cho hậu và đuổi hậu của đen. Nếu đen về hậu thì mình nghĩ là trắng có thể đưa mã lên G5 tấn công hậu. Vị trí không tốt cho đen. Vì vậy ở trong ván đấu này thì kiện tướng Kamsky đẩy tốt lên một nước. Như vậy là đã vấn đề ở đây là trắng một tốt thông và có thể đẩy tốt xuống phong hậu. Nếu mình là trắng hay là ý đồ của Quang Liêm trong trận này thì Liêm sẽ có thể là đổi với mã, sau đó thì tốt thông sẽ phong hậu. Ở đây thì tiếp tục đến lượt trắng. Trắng đưa hậu về D1 để kết hợp với mã tấn công quân tốt. Cái gì? Tấn công quân tốt ở D4. Đen không ăn mà đen quyết định đẩy tốt xuống E3. Đến đây thì trắng không muốn đổi hậu và trắng quyết định là lấy mã để ăn về. Đến lượt đen, ngay lập tức đen đưa xe ra D8 để tấn công quân mã kết hợp với hậu. Lúc này thì bên trắng Liêm đưa xe lên E3 giữ mã. Đen tiếp tục gây sức ép vào quân mã với nước xe A3. Ở đây thì Liêm phòng thủ rất hay, đó là quân mã ở F3 đưa về E1 để giữ mã. Đến đây thì trắng sẽ có đen đưa hậu lên F5. Chúng ta thấy là đen muốn gây sức ép vào tốt ở F2 sau khi bên đen có thể ăn xe xuống A2. Để phòng thủ thì Liêm đưa hậu lên E2. Trắng đẩy tốt lên H5. Liêm đẩy tốt H3, trắng đẩy tốt H4. Nước đẩy tốt này mình nghĩ là trắng, xin lỗi, mình nghĩ là đen muốn kiểm soát không gian ở cánh hậu và tránh cho xe trắng đưa ra G3 tấn công vua. Đến lượt trắng. Trắng đưa xe lên E4 thì đây là một nước đi mistake, nước sai lầm của đen, xin lỗi, của trắng. Tại sao? Vì đen quyết định là lấy xe để ăn tốt, đuổi hậu. Lúc này hậu ăn sang xe thì hậu trắng sẽ ăn xe và xe của trắng sẽ tấn công đổi lấy đôi mã, sau đó thì hậu sẽ ăn được quân tốt hay là sẽ tập trung ăn quân tốt ở E6, rất khó cho đen để phòng thủ. Vì vậy ở đây thì bên trắng Liêm quyết định là không đổi mà đưa hậu lên G4. Đen ăn, trắng thì tốt ăn lên. Nếu lấy xe ăn sang thì mình nghĩ là bên trắng muốn giữ quân xe để bảo vệ cho tốt ở E6. Còn đâu ra xe thì cũng không ăn được tốt vì bên đen có thể đẩy tốt lên để giữ. Trong ván đấu này thì Liêm lấy tốt ăn lên, có lẽ cũng là một phần để kiểm soát ô F5, tránh cho đen đẩy tốt để đuổi xe. Tiếp theo đến đen, đen đưa xe về. Nếu đổi xe, nếu trắng chạy xe sẽ mất tốt. Ở đây thì trắng ăn, đen lấy tốt ăn lên, trắng ra xe bắt tốt. Đen đưa mã lên D4 cũng là để bắt lại quân tốt ở E6. Trắng ăn, đen ăn, đẩy tốt lên, hai bên lên vua. Ở cờ tàn này thì chúng ta đánh giá chung, chúng ta thấy là bên trắng mặc dù kém một tốt nhưng mà hòa tương đối là dễ. Bởi vì chúng ta có thể hiểu đơn giản, bên trắng sẽ đổi ba con tốt này, lấy ba con tốt của đen hoặc thậm chí là thêm một mã nữa để lấy ba tốt. Quân mã còn lại có thể đổi với quân tốt ở C7, quân tốt thông, và xe thì đổi xe. Như vậy là bên đen không thể nào chiếu hết với hai mã được. Hay nói khác, đây là một thế cờ tàn tương đối là dễ hòa. Nhưng mà không hiểu sao Liêm lại xử lý lỗi ở thế cờ này. Cụ thể là gì? Chúng ta sẽ xem luôn. Ở đây thì bên đen đẩy tốt lên kiểm soát ô F4. Trắng đẩy tốt lên, bây giờ mục đích của trắng sẽ là đổi quân, làm sao mà đổi một cách hợp lý để gọi là đổi hết tốt thì bên trắng sẽ hòa. Ở đây thì đen đưa mã lên, trắng ăn, đen ăn, đưa mã lên, lên vua. Một nước để tích cực quân vua. Xe C4, nước đánh mistake của Liêm. Có lẽ Liêm muốn chặn tốt thông nhưng mà anh đã để mất cột A. Bây giờ thì đen ra chiếm cột A và sẽ đưa xe xuống để tấn công.
Lúc này thì Liêm đưa xe xuống C2 để tránh cho nước, phòng thủ cho nước, xe chiếu xuống A2. Ở đây thì đen tiếp tục lên xe tấn công vào tốt yếu ở G4. Chúng ta thấy là quân tốt ở G2 này cũng là tốt yếu khi mà không thể đẩy lên được. Vì nếu đẩy lên thì đen ngay lập tức sẽ đẩy xuống H3. Rất khó cho trắng để có thể đổi tốt trong tình huống này. Bây giờ thì anh sắp mất nốt một tốt nữa. Ở đây thì Liêm bẫy bằng nước xe D2, nếu đen ăn trắng sẽ đưa mã lên E4 và sẽ đuổi xe, đồng thời xe sẽ ăn được mã. Nhưng mà tất nhiên tầm siêu đại tiện tướng thì những cái nước cờ này thì làm sao mà có thể mắc lừa như vậy được. Ở đây thì đen đưa xe, đưa mã xuống C3 chuẩn bị chiếu bắt xe. Liêm lại ra xe đổi mã, chiếu lên vua, về mã, vào xe, một nước Liêm chuẩn bị chiếu rút. Ở đây thì đen chiếu, trắng lên vua, chiếu xuống vua, chiếu xuống vua. Tiếp tục đến lượt đen. Đen đưa mã xuống F4. Bây giờ thì đen sẽ đổi mã, tức là mã đổi mã chứ không trắng thì trắng là muốn lấy mã đổi tốt, nhưng mà bây giờ thì đen sẽ đổi hết mã của trắng. Ở đây thì Liêm buộc phải ăn, xe ăn sang, về vua giữ xe, ăn tốt. Chúng ta thấy là bên như vậy bây giờ bên đen ăn được hơn 2 tốt. Ra xe để tấn công quân tốt C7, ngăn cho mã của đen đi vào ô F4. Về vua, như vậy là đen sẽ mang vua ra để giữ tốt, sau đó sẽ nhảy mã vào F4 và tấn công quân tốt ở G2. Trắng lên vua, lên vua giữ tốt. Bây giờ thì con mã có thể tự do di chuyển. Ra xe, đưa vào, chiếu lên vua. Nếu chiếu tiếp thì đen sẽ đưa tốt lên C4 để chặn lại. Xuống mã, giữ tốt, xuống xe, vào xe, lên tốt, chiếu lên vua, đưa mã lên. Như vậy là Liêm đã quá bí rồi, không còn nước đi nào cả. Bây giờ thì đen cứ đưa vua và đẩy tốt xuống thì sẽ cũng sẽ thắng. Cho nên là bây giờ Liêm quyết định là đưa mã lên F3. Đen ăn chiếu xuống vua. Bây giờ đen sẽ ăn mã và vua sẽ bắt xe, nhưng mà đâu dễ như vậy. Đen đẩy tốt xuống H3, sau đó H2, H1. Đen ăn mã, xe ăn mã. Nếu xe ăn sang thì tốt sẽ phong hậu. Ở đây thì trắng buộc phải lấy xe để ăn mã chiếu xuống vua. Bây giờ thì đen có 2 tốt thông. Đến cờ này thì các bạn đánh cũng thắng, chứ đừng nói đến siêu đại kiện tướng. Đến Liêm, Liêm đưa xe đứng đằng sau tốt thông, tránh tốt đẩy xuống H2. Đen xuống giữ, trắng đưa vua ra, ra xe A3, vào vua, đẩy tốt xuống. Nếu trắng ăn thì sẽ bị chiếu bắt xe, chúng ta dễ thấy. Trắng vào vua tiếp, và đen đưa xe xuống A1, chuẩn bị nước phong hậu. Nếu trắng ăn thì vẫn là chiếu bắt xe. Và đến nước này thì nước thứ 62, Liêm quyết định là chịu thua khi mà không thể ngăn tốt đen hóa hậu. Vậy là kết thúc ván đấu, Liêm đã thua ngay ở vòng đầu tiên, hơi đen cho anh. Tuy nhiên thì giải đấu còn những 8 vòng đấu nữa, và chúng ta sẽ cùng hy vọng Quang Liêm sẽ trở lại và giành chiến thắng ở những ván đấu sau đó. Thì cụ thể là ván 2 anh đã chiến thắng, mình đã làm video rồi. Còn các ván tiếp theo thì mình sẽ làm dần. Và để theo dõi không bỏ lỡ các diễn biến của các ván đấu của Quang Liêm cũng như các kỳ thủ khác, thì các bạn hãy đăng ký kênh Chess Thành Công và cùng mình phân tích cũng như là học tập những nước đánh hay của các kỳ thủ nổi tiếng trên thế giới. Cuối cùng chào các bạn, hẹn gặp lại.